Mình đây, video ngày hôm nay thì mình sẽ lại chỉ cho các bạn tô những bức tranh, bức hoạt hình động vật sao cho thật là đẹp. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy cho mình xin những lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình làm sẽ tiếp tục tô mỏ nha các bạn. Xin chào, xin lại là cái cây, cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tôi ngồi. Vậy là mình đã tô màu xong nhé các bạn. Hello tất cả mọi người, lại là mình đây. Video ngày hôm nay thì mình sẽ lại chỉ cho các bạn tô những bức tranh,
bức hoạt hình động vật sao cho thật là đẹp. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy cho mình xin những lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục cho mọi người các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với tôi mỏi nha các bạn. Ui, con này được có 2 điểm. Đúng đó, nhớ biết là đâu, về xem anh có ở trong này không? Thả quanh bữa nó còn hơn cả bà Hải gì không? Đây. Có phải đi mẹ này không? Không, mình cái này. Cái đích anh đặt ảnh kia cơ mà. Cái đích mất lâu rồi. Ừ đúng. Từ đó cái có trong đấy không? À. Thế mới bả, không bả ra kiểu gì chẳng có, như đây không có. Đây đúng rồi, mình bị mất. Chắc là bị duyên. Một xóa wifi đó, đừng có rủ mình chưa. Như cái mẹ mày đã xóa rồi, mày đã đi điện thoại rồi, cái mẹ mày. Lên rồi, thì xóa đi để làm cái gì. Thôi đi, cái mẹ bố mày đã lên rồi. Không lên bảo tay cứ gái anh, ta chơi một mình, tay hôm qua đó, ta chơi cho ta lên hiện tại rồi. Hôm nay nó phải tự chơi vậy. Chơi dần lên tại khó cái lùn thì toàn bỏ rò. Bình thường, bắn mấy tay toàn bỏ đó. Bắn nhơn thì nó mới thua, thì bắn ở ngoài. Hôm qua thằng tay nó đặt cho tao keo để ta lâu nóc đi xong nó hết kèo rất đều bắn. Chứ bắn thật thì bị mình đã thắng lâu rồi. Em mất tuổi đĩa rồi. Gặp toàn mất. Còn Bao giờ mà học xong thì mẹ muốn leo hẳn cao thủ luôn. Cho nó chết. Để mình tung một sống thôi.